Trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday lần thứ 10, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị phát triển thương mại điện tử Việt Nam với chủ đề Phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, thương mại điện tử Việt Nam đang trải qua giai đoạn 10 năm phát triển, từ những ngày khái niệm thương mại điện tử còn khá xa lạ với người tiêu dùng thì giờ đây, thương mại điện tử Việt Nam đã ghi nhận được mức tăng trưởng vượt bậc ở mức 16-30% một năm. Và dự kiến quy mô thị trường sẽ đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 này. Tuy nhiên, thương mại điện tử cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thứ trưởng đề nghị trong giai đoạn tiếp theo, chương trình Online Friday thực hiện đúng sứ mệnh là giúp cho thị trường thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững, tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chủ thể trong hoạt động thương mại điện tử. Cũng tại hội nghị, cơ quan quản lý và các sàn thương mại điện tử, trung gian thanh toán, ngân hàng đã cùng chung tay ký kết hợp tác tham gia hệ sinh thái số, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chủ thể tham gia giao dịch thương mại điện tử. Đây sẽ là điểm khởi đầu cho giai đoạn mới của thương mại điện tử Việt Nam, không chỉ phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ mà còn bền vững, mang lại nhiều giá trị hơn cho tất cả các chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại điện tử.